Đây là AC màu 2 và lần này thì ở gần góc 6 giờ dành cho đối thủ chim sẻ nhà. Ai gỗ đầu gần quả thấy luôn, bài đẹp nhá. 1 2 3 4 5 6. 7 cây và một bầy hiêu đầu sau bãi quả. Bài đấu nhìn qua ngửi qua nước dưa này đã thấy mùi cú, ai nhầm, mùi mùi thơm rồi. Không phải dưa cú anh em ơi. Nhìn qua thấy bài đường rồi. Gỗ đầu gần, bầy hiêu sau bãi quả, quả đầu 7, đẹp luôn. Anh em nào lag thì có thể tải ứng dụng Facebook Gaming về xem cho đỡ lag anh em nhá. Ứng dụng Facebook Gaming về xem đỡ lag hơn khá nhiều anh em. Hôm nay thì sẻ và mình đang ngồi online, không ngồi cạnh nhau để bình luận cũng như là thi đấu anh em ạ. Mong anh em hết sức thông cảm. Bạn qua đấu 7 cây từ cái thủ chim sẻ. Làm vòng đi dò, lùa bấy hiêu này về, hiêu 4 thôi. Hiêu 5, hiêu 6 rồi. Tưởng hiêu 4 nó lòi ra tận 6 con, dừng thông chắn trước cửa luôn. Ngay từ đầu thì mình đã nói với anh em đây là bài đấu đẹp đây cho cái thủ chim sẻ nắng rồi. Gần góc 6 giờ, cố gắng khung nhà lại thôi. Rồi thêm một cái dừng nữa, mặt 6 giờ đi thủ chim sẻ và đang cố gắng đưa bài hiệu đầu của mình về nhà chính cho mình. Trong trận đấu này, đây là trận thiếu thứ tư ở trong sẽ đấu đầu tiên rồi. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh mỗi C chạm 4 anh em nhá. 3 C. C đầu thì chim sẻ nắng sẽ đối đầu với game thủ Tiểu Thị Ngư. C đấu thứ hai thì chim sẻ nắng sẽ kết hợp cùng với đó chính là game thủ Tiểu Hòa Ca. À xin lỗi, kết hợp cùng với Dưa Chua để đối đầu với Tiểu Thị Ngư và Chiến Tướng trong nội dung AC. Và sẽ đấu thứ 3 thì sẽ Tiểu Hòa Ca Đổ Thánh sẽ đối đầu với Tiểu Thị Ngư Chiến Tướng Dưa Chua ở nội dung Xeang chạm 4. Đó là ba nội dung sẽ thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngày hôm nay dự đoán sẽ là một buổi tối thi đấu khá thể lực. Đấy, anh em cứ tập trung theo dõi thôi. Bữa nay sẽ đánh khá thể lực đấy. Chào anh Hữu Tuyến nha luôn anh em. Đi dò dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận đấu này với một cái rừng mặt 6 giờ. Thì đây là bài đấu mà đang chỉ có một bầy hiêu đầu thôi. Hai dân đi dò chưa thấy gì cả. 6 giờ này liệu có tiềm ẩn bãi quả không? Thì đúng là có bãi quả rồi. Và cạnh đó là đôi sư tử. Lát nữa thì... Và một bầy hiêu, một bãi quả. Và thiếu một đồ nữa dành cho cái thủ chim sẻ nắng chúng ta ở trong trận đấu này. Có thêm voi và bầy hiêu bên ngoài như vậy là đủ đồ rồi. Ok, câu con voi để về thôi. Chào anh Công Đỗ nha, chào anh em xin một like, nút chia sẻ video livestream anh em ơi. Cả nhà mình ơi. Sẻ nhậu tốt không bình luận viên á? Đây là một câu hỏi mà thực sự thì tôi nói ra không biết là có bị sao hay không. Nhưng mà với đúng những gì mà tôi đã chứng kiến, bởi vì tôi cũng đã làm việc cùng sẻ từ năm 2016 đến giờ thì thời điểm trước khi lấy vợ, tầm như chim sẻ nắng mà đi uống thì cỡ như tôi với Mạnh Hào thì chắc là phải tầm 3 bé. Tầm 3 bé thì mới quật được chim sẻ. Tầm 3 bé mới quật được sẻ anh em ạ. Còn từ khi mà sẻ lấy vợ thì ít thấy sẻ uống đến tầm khô máu như trước kia. Rồi giải quyết nốt con vợ. Phải đến nhà quay đầu và có bãi quả phụ thứ hai. Đấy, giải đáp thắc mắc cho những em nào đang hỏi về khả năng thi triển tiểu lượng của chim sẻ nắng đấy. Nhiều lần anh em trong team liên hoan thì chưa ông nào vật được chim sẻ nắng cả. À, có một lần duy nhất. Có một lần duy nhất nhưng mà lần đấy thì thôi, mình xin phép là không kể với anh em. Rồi, cậu đưa con voi về. Câu chuyện hơi cá nhân. Đây là chiếc vest tiếp theo để có thể khai thác gỗ đến từ chim sẻ nắng. Nhé, một con dân đi lag bên trong ảo hết. Nó vẫn cố gắng đưa con voi này về. Bài vẫn là 27 dân cộng 1 này, chim sẻ hit and run con voi này thôi. Thì nó hết quả để chúng ta có thể súng đốt con voi này. Bây giờ sẽ đẩy con xe giò đi. Chúng ta cũng đã phát hiện ra Tiểu Thị Ngư ở trong mặt 3 giờ rồi. Anh Ngư cũng đánh 27 dân. Tí BA đóng cạnh bãi quả thứ hai này luôn. Bài đấu khỏe đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Không, lần đấy là lần mà Bầu Quý chia tay Game TV. Đấy, uống chia tay Bầu Quý Game TV. Đấy, uống kinh quá. Rồi BA và đây sẽ là BM. Đưa cái thủ chim sẻ lên đời bằng kit nhau đi gái cái thủ luôn. Không xê dịch gì cả.
Như thế này thì là một cái thế mà chỉ có một đường vào duy nhất là chim sẻ, còn từ mặt 9 giờ vào chúng ta sẽ bo kín với BM, BB và một dãy nhà BE đang chặt gỗ cộng một dân. Cần phải tìm một vị trí nào đó đóng chiếc BS tiếp theo để từ chim sẻ đáng. Nhà hai cái rừng thông thì chúng ta đã đều có hai chiếc BS rồi và đây sẽ là chiếc BS thứ ba ở trong trận đấu này, được bảo kê bởi những chiếc nhà BA của đối thủ chim sẻ. Bốn nông dân khai thác ở cánh rừng này, đường gỗ đang dồn lên là hơi chậm, nó vừa mới đóng cái F3 xong. Chúng ta sẽ cố gắng dồn dần khai thác gỗ và vẽ ruộng từ từ thôi, khi mà bãi quả mặt 6 giờ vẫn còn nhiều quá. Vâng, bắt đầu xóa ruộng ở mặt 6 giờ đến từ cái thủ chim sẻ. Với lực hai quả phụ này thì lên đời một lực chim sẻ nắng cũng sẽ rất là đều ở đây. Bài này thì hoàn toàn có thể dã thẳng 5 ma với ngư thôi. 5 ma để đối đầu với tiểu ngư, cả hai thủ đều đã biết nhà của nhau. Sẽ đóng A hướng về nhà tiểu ngư luôn, anh ngư chắc chắn cũng sẽ là như vậy. Quan trọng là những tình huống điều r và phát triển lâu dài về sau thôi. Chứ thời điểm đầu thì cho ngang phèo nhau 4 A, và đây sẽ là BA thứ 5 để từ cái thủ chim sẻ đang đợi gỗ dồn lên. 5 A, chắc chắn rồi. Ơ ôi giời ơi, tôi tưởng trận này căng lắm, hóa ra anh ngư lại nhảy dây đây. Anh dài ơi, giời, anh dài ơi. Vâng, nhưng mà lợi thế đã có khi mà chưa đấu quân đến từ cái thủ chim sẻ. Vâng, anh tiểu đỉnh ngư anh ấy nhảy dây các bạn ạ. Bãi quả phụ bên ngoài gần nhà BA vẫn còn rất nhiều những cây quả chưa được khai thác. Thêm dần xuống mặt 6 giờ để vẽ nốt cái ruộng vào đây. Nếu được thì chốt thêm vài cái bè vào đấy. 5 ma tân đầu đến từ chim sẻ. Anh dài anh nhảy dây này, sẵn nhặt anh em ạ. 32/40 đến chim sẻ bó nốt cái mặt từ 9 giờ vào là xong. Sau đó thì chúng ta vẩy thêm một vài chiếc nhà BE căng dần đến BA là đẹp. Và có lẽ nên chết một chút ở sát mép bản đồ từ 3 giờ vào để tránh những tình huống đi ảo đến từ tiểu ngư sắp luôn tân 2 rồi. Khỏe thì chim sẻ tân đầu đã có để lên luôn. Và 4A dành cho cái thủ tiểu tiểu ngư. Sẻ quyết định bỏ qua BA của anh ngư để công vào bên trong, để đưa cái thủ tiểu ngư về thế phải đánh thủ. Làm tạm một dân. Map này dường như cũng là map đã đánh rồi anh em ạ. Dường như cũng là map đã đánh rồi. Còn giờ tiếp theo đấy là chim sẻ. Buồn tân đầu ở bên trong nhà tiểu ngư. Đây, làm sao mà bo kịp anh trai. Kiểu gì chúng ta cũng sẽ bắn được lực của anh ngư thôi. Và phải không thành công đến từ tiểu ngư. Và tân đầu của sẻ đã bắt đầu đưa vào bên trong. Đây là khoanh ruộng của tiểu ngư, tơn 3 đã có. Tầm này anh ngư đã có 2 tơn, 1 tơn vào bắt tơn đầu của chim sẻ và 1 tơn đứng nhà BA này. Chúng ta có thể tràn thẳng vào nhà BA của tiểu ngư luôn. Cố gắng giữ tơn quân ở trong khu ruộng của tiểu ngư. Tham lại 50 đến từ chim sẻ. Anh ngư đang hơi yếu máu, đang tràn được BA của anh ngư khi anh ngư mới chỉ có 1 tơn đứng thủ ở đây. Lùi lại và tách những ngư vào bãi gỗ và những khoanh ruộng của anh ngư. Vâng, vậy tiểu ngư 5A không phải là 4A anh em ơi. Xin lỗi anh em. Vài đấu mà tiểu ngư lên muộn hơn so với thủ chim sẻ, mình nghĩ trận này thì cũng không có gì đâu quá căng thẳng như thủ chim sẻ nắng cả. Lợi thế đã có ngay từ thời điểm ép đời rồi, nhưng mà tiểu ngư ép đời 3 muộn hơn so với chim sẻ nắng. Trận này thì sẻ đang bị bắt lẻ cung lờ nhiều quá nhở, bị bắt lẻ cung lờ hơi nhiều anh em ạ. Bác nào bỏ đánh rồi nhưng mà không nhớ, bữa nay chỉ có game thủ họ nhớ tốt hơn so với bình luận viên bọn em. Sẻ tham lai 50 ở trong trận đấu này. Chúng ta sẽ phải lên gỗ 2 trước khi nghĩ đến đó chính là nhà BA thứ 6 của tiểu ngư tràn thẳng lên BA với thủ chim sẻ và có thêm một nông dân đi cùng. Nhưng tuần điều giờ này thì sẻ vẫn đang ăn được cung lờ tiểu ngư và mình nghĩ là chưa thoải mái thôi. 50/64 đó là tham lai hiện tại đến từ cái thủ chim sẻ nắng. Đã phải lùi lại một tuần vì anh ngư đang khá hổ báo, sẻ để bị bắt lẻ cung lờ trong nhà của anh ngư khá nhiều. Tận trước thì sẻ phải vác dân ra để quật lại tiểu ngư này. 50 và bác dân gỗ ra để chơi lại cung lờ tiểu ngư thôi. Ngư đang rất hổ báo lao vào nhà BA cái thủ chim sẻ. Phạt lại là 45. Tân đầu bị bắt lẻ khá nhiều cung lờ chim sẻ và đây là pha vẩy e để bắt cung lờ tiểu ngư. Vẫn hết dân gỗ ở đây rồi. Tiếp tục vẩy e đến thủ chim sẻ. Tiểu ngư có tân quân tiếp viện. Tiếp tục vẩy e đến chim sẻ và vẩy e là quá sát ở trong tình huống vừa rồi. Tỷ số nâng lên là 3-1 từ chim sẻ nắng trong buổi tối ngày hôm nay. Và vì biết này cung lờ hơi nhiều khiến chúng ta cảm giác hơi bất an. Nhưng về cơ bản thì đây vẫn là một trận đấu mà lợi thế đã có ngay từ đầu đấy chim sẻ rồi, mình đã nói với anh em. Và tỷ số được nâng lên 3-1 đến từ game thủ chim sẻ. Chúng ta cũng chờ đợi trận chung kết sớm dành cho tiểu tử ngư ở trong buổi tối ngày hôm nay ngay sau đây. Lượt trận đầu tiên, xe đấu đầu tiên.